Anh máy đây, máy máy đây. Mày chơi luôn gì, chọn chọn cái nào. Cái gì vậy? Nó là phi công quá. Đừng lại ơi. Đi vậy? Khó hiểu quá. Rồi chết rồi, fail rồi. Rồi thang nghiệp chị Trang rồi. Rồi thang nghiệp của chị Trang. Thang nghiệp chị Trang rồi. Trời ơi, mà đưa quả trứng là nó sực ngay cái hộp dịch liền á. Ngọc đâu có để trứng, để gương tường gì đâu. Chữ E đâu. Ủa, vậy cũng sao luôn. May quá. Còn thấy người ngon. Đó, ghê quá. Cá thêm gì nữa mẹ? Đó, cái gì mà chưa? Rồi, mất năm phi công rồi. Nó tóm lại là cái gì mà cũng chọn hết trơn á. Rồi, thích cái món này rồi. Thích cái món đó, món của dì Trang đó, dì Trang có đệ tử rồi đó nha. Cái gì hay là dì Trang á là đánh vợt ở dưới sân nó, đánh vợt trên máy bay. Làm món chơi tennis nha.